cảm ơn mọi người đã xem video này. Mình là Gin, huấn luyện viên tại Inspire Boutique Fitness. Inspire Boutique Fitness là một hệ thống phòng tập dành riêng cho nữ giới đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại đang có 6 cơ sở, 3 cơ sở tại Hà Nội và 3 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, luôn luôn mở cửa chào đón mọi người đến trải nghiệm và tập luyện cùng chúng mình nhé. Trong chuyên mục dinh dưỡng cùng Inspire ngày hôm nay, Gin cùng với mọi người sẽ cùng nhau tìm ra xem đâu là chế độ ăn kiêng hiệu quả nhất. Trước tiên chúng ta sẽ cần điểm danh qua một lượt các chế độ ăn kiêng nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch giảm cân lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là cả lần thứ N của các chị em. Đầu tiên, một cái tên rất nổi tiếng, ketogenic, chế độ ăn với lượng chất béo khá lớn, chỉ cho phép 20% lượng calo hàng ngày đến từ tinh bột, trong khi 55-60% đến từ chất béo và 20-25% đến từ protein. Chế độ ăn này khá là khắc nghiệt nhưng sẽ rất phù hợp với những ai yêu thích những đồ nhiều chứa nhiều chất béo như là phô mai, bơ, trứng, thịt cuốn khói, đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là plant-based. Plant-based có nghĩa là thuần chay. Plant-based có nghĩa là dựa vào thực vật. Có nhiều trường phái của plant-based, ví dụ như vegan, hoàn toàn cắt bỏ những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng và kể cả sữa nữa. Lacto-vegetarian, tức là mọi người vẫn có thể được phép sử dụng các sản phẩm từ sữa như sữa tươi này, sữa chua, phô mai, bơ, whipping cream. Ovo-vegetarian cho phép mình được ăn trứng. Một biến thể mình nghĩ là được nhiều người theo nhất đó là flexitarian. Trong chế độ flexitarian này thì chỉ cần mọi người chủ yếu ăn thực vật thôi, còn vẫn có thể thỉnh thoảng sử dụng các thực phẩm đến từ động vật như cá, thịt gia cầm và các loại hải sản. Một hình thức ăn kiêng nữa đó là detox. Detox tức là thải độc, chắc mọi người cũng khá là quen với từ này đúng không ạ? Biểu hiện bên ngoài dễ nhận biết nhất đó là những chai nước, những cái chai mà có những mắt cắt hoa quả rất là xinh đẹp và nhìn sặc sỡ bắt mắt, thường xuất hiện trên bàn làm việc của các chị em công sở, và có khi là mọi người cũng đã từng có những cái chai như vậy ở trên bàn mình rồi đúng không nào? Đó là hình thức juice detox. Hình thức này nếu như đúng thì sẽ phải nhịn ăn trong một khoảng thời gian, sau đó mọi người mới được sử dụng những cái loại nước ngâm, nước ép này đến từ củ quả tươi. Hình thức thứ hai là detox cho gan, liver detox. Sau một thời gian nhịn khoảng tầm 2 đến 4 ngày thì người sáng tạo ra hình thức này tin rằng nạp vào một lượng lớn các loại trà thảo mộc như gừng, hoa cúc, trà bạc hà hay là trà nghệ sẽ giúp cho gan của mình được loại bỏ hoàn toàn các độc tố tích tụ từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, bởi vì gan chính là một bộ phận thải độc tự nhiên của cơ thể. Một hình thức khác mà hiện tại cũng được khá nhiều người đang tuân thủ vì thói quen sinh hoạt cũng như vì mục tiêu giảm cân, đó là intermittent fasting hay dịch ra là nhịn ăn gián đoạn. Trong hình thức này 16 tháng, tức là mọi người sẽ nhịn ăn trong vòng 16 tiếng và gói gọn khung giờ ăn của mình trong vòng 8 tiếng. Với hình thức này thì sẽ phù hợp với những người ngủ dậy muộn hoặc là không có thời gian ăn, chỉ có thời gian ăn để ăn 2 bữa một ngày thôi. Như vậy mọi người sẽ phải nhịn trong vòng 16 tiếng và ăn trong vòng 8 tiếng. Nhiều chế độ ăn như vậy thì chế độ nào sẽ là hiệu quả nhất đây? Vậy thì Gin xin khẳng định một điều, đó là tất cả các chế độ ăn kiêng với mục đích giảm cân đều hiệu quả nếu mọi người tuân thủ đúng quy tắc của việc giảm cân, đó là calo in nhỏ hơn calo out, tức là lượng calo mọi người nạp vào hàng ngày sẽ phải nhỏ hơn lượng calo mọi người tiêu thụ một ngày. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra calo deficit, tức là thâm hụt calo dẫn đến việc giảm cân. Tuy nhiên sau khi kết thúc chế độ ăn kiêng đấy rồi thì việc mình có giữ được cân nặng đấy không, mình có giữ được sức khỏe đấy không mới chính là vấn đề chúng ta cần bàn luận ngày hôm nay. Diet, chế độ ăn, bắt nguồn từ một từ Hy Lạp cổ đại, đó là dieta, dịch ra tức là con đường sống. Hiện nay từ diet này ý nghĩa của nó đã bị giới hạn thành tất cả thực phẩm
số lượng chủng loại mà một người nạp vào để đạt được một mục tiêu cụ thể về cân nặng, về hình thể, về sức khỏe. Ví dụ như giảm mỡ, tăng cơ hay là điều trị các bệnh lý như đái tháo đường, mỡ máu, huyết áp cao. Chúng ta hãy cùng nhau đưa từ diet này trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nó. Để một chế độ ăn hiệu quả thì hãy biến nó thành lối sống. Lối sống đó nên khiến cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, vui tươi và không bị áp lực. Cuộc sống hàng ngày đã có rất nhiều áp lực đến từ tài chính, đến từ công việc, thậm chí là có những áp lực đến từ gia đình, từ những người thân yêu nhất của chúng ta. Thức ăn nạp vào là để cho chúng ta có sức khỏe, vượt qua những áp lực đấy, cũng như là có năng lượng để tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp của cuộc sống. Nên biến nó thành một áp lực khác dồn thêm vào cơ thể và tâm trí của chúng ta sẽ không thể chịu đựng được, sẽ sớm dẫn đến suy kiệt và sụp đổ. Vậy đến đây, câu hỏi chế độ ăn kiêng nào là hiệu quả nhất thì Ghi nghĩ mọi người cũng đã tự có câu trả lời cho mình rồi. Nếu như mọi người là một người thích ăn tinh bột, thích các loại bánh mì, bánh ngọt như Ghi thì chế độ ketogenic có thể sẽ không dành cho bạn đâu. Nếu mọi người là một người thích ăn rau củ quả và muốn hạn chế các loại thịt đỏ, hạn chế các sản phẩm đến từ động vật thì plant-based chính là một lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Vậy chế độ ăn kiêng hiệu quả nhất chính là chế độ khiến cho bạn có thể theo được và gắn bó với nó một cách lâu dài nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Mình rất vui nếu mọi người có thể để lại những bình luận, nhận xét, góp ý và những yêu cầu ở một bình luận phía dưới nhé.